Phạm Thế Tùng, chàng trai mặt méo 8 lần phẫu thuật không thành công, vẫn tiếp tục nuôi hy vọng được lột xác. Nguyễn Văn Vượng, chàng đầu bếp với dị tật sứt môi hở hàm ếch bẩm sinh, không ngừng nỗ lực để lấy lại nụ cười bình thường. Tấm vé thẩm mỹ miễn phí sẽ được trao cho ai? Phạm Thế Tùng hay Nguyễn Văn Vượng sẽ là người đi tiếp với chúng tôi ạ. Và đó chính là... Đón xem tập 13 Hành Trình Lột Xác mùa thứ tư, phát sóng lúc 19 giờ Chủ nhật ngày 12 tháng 4 trên kênh Today TV.